Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 2.155 cho đến 2.156 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,4 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giá chỉ ở mức 68.000 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giá chỉ ở mức 4,308% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 81,9 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, tôi thích giá vàng giảm trong khoảng tuần tới. Việc phá vỡ ngưỡng giá 2.150 đô la Mỹ có thể khiến vàng lùi về vùng giá 2.130 đô la Mỹ trên một ao và có thể là 2.110 đô la Mỹ trên ao. Nhưng tôi nghi ngờ tiềm năng giảm giá sẽ kéo dài đến 2.100 đô la Mỹ. Còn theo ông Sam Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết, sau tất cả những mức tăng gần đây, vàng sẽ có một tuần giảm giá. Với tốc độ đột phá và sự chững lại ở mức giá 2.200 đô la Mỹ, có vẻ như vàng cần một đợt thoái lui. Còn theo ông Adam Burton, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forexline.com cũng cho rằng biểu đồ dấu chấm của Fed sẽ là trọng tâm chính của thị trường trong tuần này, vì chúng có thể báo hiệu sự thay đổi từ 3 lần cắt giảm lãi suất xuống còn 2 lần trong năm nay. Mặc dù vàng còn nhiều dư địa để tăng giá, nhưng các nhà phân tích đang cảnh báo các nhà đầu tư rằng lĩnh vực kim loại quý có thể gặp một số biến động trong tuần này với cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn ở thị trường trong nước hôm nay tiếp đà lao dốc từ tuần trước khi mất ngưỡng 69 triệu đồng trên lượng. Như vậy, những người mua đang lỗ hơn 3 triệu đồng trên một lượng chỉ sau gần một tuần. Cụ thể, đến chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 được Doji mua vào mức 67,6 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,8 triệu đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng mua vào, 500.000 đồng trên lượng bán ra so với đầu giờ sáng. Cùng với thời điểm này, mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 67,2 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,4 triệu đồng trên một lượng, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Cùng với xu hướng này, mặt hàng vàng nhẫn của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG cũng đi xuống và mua vào mức 67,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,5 triệu đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào giá bán ra hiện tại của mặt hàng vàng nhẫn đang dao động phổ biến ở mức 1,2 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là giá vàng nhẫn sau khi tăng nóng vượt lên trên 71 triệu đồng trên lượng đã liên tục giảm giá trong những ngày gần đây. Nếu khách hàng mua vàng nhẫn lúc 71,13 triệu đồng trên lượng trong ngày 12 tháng 3 thì chưa đầy một tuần sau khách hàng đã lỗ hơn 3 triệu đồng trên một lượng. Và một điều đáng chú ý là trong ngày hôm nay 18 tháng 3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Văn bản này truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trên cơ sở báo cáo của Ngân hàng Nhà nước hồi cuối tháng 2 về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại công điện và chỉ thị của Thủ tướng và các công văn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng. Cùng với đó là việc giám sát thanh kiểm tra với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Mục tiêu là nhằm bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Các nhiệm vụ này được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3 năm 2024. Theo giới chuyên gia, một số quy định của Nghị định 24 không còn phù hợp trong bối cảnh mới và cần được sửa đổi. Từ cuối năm ngoái đến nay, Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng miếng chênh quá cao so với thế giới. Và gần đây thì Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới hoàn thành trong quý 1 năm nay. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại khép lại phiên này bằng một phiên tăng giảm trái chiều trong biên độ hẹp, tăng 10 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 10 đồng trên đô la Mỹ bán ra.
mua vào mức 24.530 đồng trên đô la Mỹ, bán ra 24.880 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.430 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.530 đồng trên đô la Mỹ, giảm 130 đồng trên đô la Mỹ mua vào, giảm 110 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.940.000, bán ra 8.140.000, tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 300.000 đồng trên lượng bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.940.000, bán ra 8.142.000, tăng 20.000 ở chiều mua, giảm 30.000 ở chiều bán. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.940.000, bán ra 8.140.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.930.000, bán ra 8.130.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.940.000, bán ra 8.130.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.960.000, bán ra 8.140.000, giảm 5.000 ở chiều bán, chiều mua vào không có thay đổi. My Hồng SJC mua vào 8.010.000, bán ra 8.110.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.970.000, bán ra 8.140.000, tăng 10.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.930.000, bán ra 8.130.000, giảm 10.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng VietinBank mua vào 7.940.000, bán ra 8.142.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng 200.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 30.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức từ 2 triệu đến 2 triệu 060 nghìn đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7 triệu 940 nghìn, bán ra 8 triệu 140 nghìn. STC Huế mua vào 7 triệu 937 nghìn, bán ra 8 triệu 142 nghìn. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7 triệu 940 nghìn, bán ra 8 triệu 140 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 940 nghìn, bán ra 8 triệu 142 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.938.000, bán ra 8.142.000. Cuối cùng là giá nhẫn buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xuống giảm mạnh trong khoảng từ 146 đến 350.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 14.600 đến 35.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.725.000, bán ra 6.845.000. Nhận buộc số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.725.000, bán ra 6.855.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.715.000, bán ra 6.795.000. Vàng 24K mua vào 6.577.7, bán ra 6.727.7. Vàng 18K mua vào 4.911.8, bán ra 5.111.8. Vàng 14K mua vào 3.776.9, bán ra 3.976.9. Vàng 10K mua vào 2.648.8, bán ra 2.848.8. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn một quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.